Trong năm 2021, thách thức đã xảy ra. Toàn đất nước nằm trong tình trạng giãn cách. Mọi công việc đều gặp khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, tại Amway, chúng tôi không dừng lại. Với sứ mệnh của Amway là tạo ra những sản phẩm chất lượng cao nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn. Ban giám đốc của Amway Việt Nam đã quyết định rất sớm thực hiện 3 tại chỗ tại nhà máy nhằm đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa cho những chiến binh tuyến đầu, đó là những nhà phân phối và quý khách hàng. Tại trụ sở Amway, dưới sự hiệu triệu của đội trưởng Tony, các chiến binh vẫn sẵn sàng cùng nhau chiến đấu để đảm bảo tiến độ sản xuất. Khi sứ mệnh tạo ra những sản phẩm bảo vệ sức khỏe đối với cộng đồng được đặt lên ưu tiên hàng đầu, các chiến binh chẳng nề hà điều chi. Tuy họ phải tạm xa gia đình, người thân, nhưng họ vẫn vui vẻ và lạc quan vì tinh thần chiến đấu thầm lặng của các chiến binh Amway luôn là bất diệt. Amway luôn chủ động duy trì công tác sản xuất để đảm bảo cung ứng đầy đủ lượng sản phẩm đúng tiến độ. Có được thành quả to lớn này là nhờ sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của tất cả các chiến binh sản xuất. Ban lãnh đạo nhà máy, ban lãnh đạo công ty rất kịp thời đã có những chính sách rồi những cái biện pháp kịp thời để cho duy trì nhà máy và công an việc làm cho người lao động. Ta hãy cùng nhau giữ vững lòng tin ý chí cũng như là trang bị sức khỏe tốt nhất để hoàn thành tốt công việc cũng như là cùng nhau vượt qua cơn đại dịch trong năm 2021. Để bảo đảm các chiến binh sản xuất luôn có cơ sở vật chất đầy đủ và vận hành ổn định, luôn có sự đóng góp công sức đáng kể của các chiến binh bộ phận bảo trì. Hơi bỡ ngỡ xíu nhưng ngoài giờ đã thích nghi với môi trường hiện tại. Ngoài ra, còn có sự tiếp sức vô cùng quan trọng của bộ phận hậu cần, chăm lo nơi ăn chốn ở cho các chiến binh. Tụi em đang cố gắng hết sức để mà duy trì cái hoạt động này mà để làm sao để cho mọi người cảm thấy thoải mái nhất, giống như là ở nhà như vậy đó, và yên tâm để mà ở sản xuất ở trong nhà máy. Và trong biệt đội ấy, các chiến binh thuộc bộ phận kho bãi cũng là những đơn vị không thể thiếu, bởi họ đảm bảo trọng trách phân phối sản phẩm. Chúng em ở đây thì cũng có các sắp xếp để cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và tất nhiên là cả bộ phận đóng gói, vận chuyển. Đây chính là hình ảnh của những chiến binh Amway sẵn sàng chiến đấu với tinh thần rực lửa nhằm thực hiện sứ mệnh tạo ra và phân phối những sản phẩm bảo vệ sức khỏe tới cho cộng đồng. Công ty Amway Việt Nam xin nghe. Đương nhiên, không thể bỏ qua các chiến binh của bộ phận tổng đài, những người luôn sẵn sàng trực chiến để hỗ trợ các chiến binh tiền tuyến, là những nhà phân phối và khách hàng của Amway 24/7. Việc hỗ trợ các anh chị nhà phân phối một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đầy đủ là điều mà bộ phận tổng đài luôn hướng tới, góp phần đẩy mạnh mục tiêu chung của công ty Amway Việt Nam. Trong đó, chúng ta phải nhắc tới các chiến binh của bộ phận trung tâm phân phối và cửa hàng. Họ luôn trong tâm thế sẵn sàng để đảm bảo lượng sản phẩm đến tay nhà phân phối và khách hàng. Chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó mọi tình huống để phục vụ nhà phân phối và khách hàng của Amway. Sự hài lòng của chính họ là động lực to lớn giúp chúng tôi có thể vượt qua mọi thách thức, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại. Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi cố gắng mọi khả năng để hỗ trợ cho việc phân phối sản phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty Amway đến tay nhà phân phối và khách hàng nhà phân phối một cách nhanh nhất và tốt nhất. Từ bộ phận trải nghiệm khách hàng, những sản phẩm được đóng gói cẩn thận, phân chia về từng điểm đến và chờ lên đường. Chúng tôi luôn đặt ưu tiên cho sự thành công của nhà phân phối và cũng như trải nghiệm tốt nhất của các khách hàng của Amway. Do đó những khó khăn và thách thức hiện nay thì càng tạo thêm động lực to lớn để thôi thúc chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để nhanh chóng mang đến những dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe đến cho mọi người. Cuối cùng, để sản phẩm đến được tay các chiến binh tiền tuyến, đó là công sức lớn lao của các chiến binh giao hàng. Niềm vui của mình đó chính là được nhìn thấy những niềm vui, những cái nụ cười hạnh phúc của người nhận hàng và nhất là đối với khách hàng của Amway. Để các chiến binh tiền tuyến luôn có đầy đủ hành trang đi giúp đỡ mọi người và hoàn thành sứ mệnh mang đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng và lan tỏa những giá trị về cuộc sống khỏe hơn và tốt đẹp hơn. Các đội trưởng, các chiến binh tuyến đầu là người sẽ mang sản phẩm tới cho khách hàng để tiếp thêm sức mạnh trong thời buổi khó khăn hiện tại. Họ luôn chiến đấu với tinh thần bất diệt của những chiến binh Amway, vượt lên mọi khó khăn bằng sự kiên trì để hoàn thành sứ mệnh cao cả là mang những dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe đến với cộng đồng.
Các lãnh đạo trụ sở Amway và các đội trưởng tuyến đầu rất tự hào về sự cống hiến của các chiến binh. Thank you for leading from the heart. Thank you for your commitment. Thank you for going beyond the call of duty and continuing to keep the operations even when things got really difficult. I just want to say from the bottom of my heart, thank you on how tremendously loyal and dedicated you are to the company. Tôi tin các bạn, những chiến binh của tôi. Tôi tự hào khi làm việc chung với tất cả các bạn. Hãy cùng nhau hoàn thành sứ mệnh chung của chúng ta. Để không phụ lòng tin của các chị nhà phân phối, lãnh đạo và khách hàng, nhân viên Amway Việt Nam nói chung và nhân viên nhà máy nói riêng sẽ luôn bám trụ để duy trì sản xuất kinh doanh và sản xuất thật nhiều sản phẩm Digilite chất lượng cao để cung ứng đến nhà phân phối và khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể. Và cũng chính cái sự nỗ lực của các anh chị đó cũng đã giúp cái công việc kinh doanh của vợ chồng Đoàn Hảo cũng như các anh chị em nhà phân phối cũng như toàn thị trường được gì ạ? Được ổn định và phát triển, mở rộng và phát triển. Trong giai đoạn khó khăn này, Thơ tin tưởng chỉ cần chúng ta quyết tâm và chỉ cần chúng ta cộng tác cùng với nhau thì tất cả chúng ta sẽ vượt qua đại dịch thành công. Thay mặt cho tất cả các anh chị em nhà phân phối trên toàn quốc, gửi tình yêu thương và lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các anh chị nhân viên của công ty Amway. Anh chị đã hy sinh thời gian với gia đình và đang ngày đêm hỗ trợ cho chúng tôi ở phía trước. Và không chỉ tổng chỉ huy, những chiến binh tiền tuyến cũng hết sức trân trọng công sức và sự cố gắng của các chiến binh nhà máy. Họ đã gửi những lời tri ân sâu sắc nhất tới các chiến binh nhà máy, được khắc họa rõ nét qua dòng tâm tình dạt dào xúc cảm được gửi gắm trên trang giấy. Với những cố gắng và công sức như vậy, mục đích cuối cùng là mang những sản phẩm thiết yếu đến tay khách hàng. Bản thân Quỳnh thật sự là biết ơn và trân trọng những nỗ lực mà công ty Amway cũng như là đối tác Nhất Tín Logistics đã và đang mang đến cho anh chị em khách hàng, và trong đó là có Quỳnh. Bởi tất cả cùng vì một sứ mệnh chung. Chúng tôi là đội chiến binh mang đến cho con người cuộc sống khỏe hơn và tốt đẹp hơn.